Tối nay thì Thúy sẽ ăn một cái món rất là phổ biến tại Nhật Bản, đó là lẩu shabu shabu, mà hình như người Việt Nam mình hay gọi là shabu shabu á. Thôi bây giờ nói shabu cũng được mà shabu cũng được. Bây giờ thì Thúy thấy là cái lẩu này để dành cho một hoặc hai người ăn. Đầu tiên là trên đây là có một cái lò nhỏ ha. Ở đây là mình có một cái gọi như là một cái tô nước dùng, nước lèo. Thì trong đây Thúy thấy có, để coi, đậu hũ nè, và một dĩa rau rất là tươi quý vị. Quý vị thấy không, dĩa rau rất là tươi, và kèm theo là một dĩa thịt bò rất là ngon, nhìn thôi là thấy là đói bụng rồi phải không quý vị. Và kèm theo đó là chúng ta có một dĩa udon để cho mình ăn thêm. Còn nếu ai mà không thích ăn udon thì chúng ta có thể ăn với cơm trắng chẳng hạn. Đây, mình có được một chén cơm trắng. Bây giờ thì Trí sẽ bỏ rau vào. Nếu mà mình ăn một mình thì mình có thể dùng cái đũa cá nhân của mình, nhưng nếu mình ăn chung với một người bạn hay là với vài người thì mình sẽ dùng một cái đũa riêng nha quý vị, để cho nó vệ sinh. Hôm nay thì Trí ngồi đây ăn một cái lẩu này có một mình Trí thôi. Và sau đó thì mình sẽ bỏ những miếng thịt này vào. Trí nghĩ đây là một cái món ăn rất là phổ biến ở tại Nhật, bởi vì người Nhật thì họ không có nhiều thời gian, ví dụ như là họ đi làm về hay là họ ăn trưa thì họ cần ăn rất là nhanh, cho nên khi mà đem ra đây thì mọi thứ đã sẵn sàng rồi, mà mình chỉ cần khoảng 5 tới 10 phút là mình có thể ăn được món này rồi. Quý vị thấy không, mình bỏ rau và bỏ thịt vào thì nó chín liền ngay luôn đó. Và bây giờ Trí sẽ thử trước cái nước dùng xem như thế nào nha quý vị. Nước rất là nóng, rất là sôi và rất là trong. Chúng ta có thể thấy là người Nhật người ta chuộng những cái món ăn mà không có nhiều dầu mỡ, tốt cho sức khỏe nha quý vị. Rồi bây giờ mình thử nha. Không mặn, bởi vì họ không có bỏ gia vị gì cả. Đây là chỉ đơn giản là một cái nước trong để cho chúng ta nhúng rau, đậu hũ và thịt thôi. Còn nếu như ai thích ăn mặn thêm một chút thì chúng ta có thể ăn với lại nước tương. Đây, nước tương. Và bây giờ chỉ gắp rau ra. Đây. Thịt bà đã chín rồi, mình sẽ gấp ra một cái chén để riêng. Rồi bắt đầu ăn nha quý vị. Rau rất là tươi và ăn vào thì có cảm giác rất là dễ chịu, bởi vì không có một chút dầu mỡ nào hết. Bởi vì như chỉ nói là cái nước dùng này, quý vị nhìn đi, rất là trong và cũng không có gia vị gì hết, không có làm cho mình khó chịu. Bây giờ Trí sẽ ăn thử một miếng thịt bò nha. Thịt bò rất là mềm, thơm và không có ngán. Mặc dù là ở đây là bò là ba rọi quý vị, có nghĩa là chúng ta thấy là có chút xíu mỡ nhưng mà ăn không có bị ngán.
trong cái lẩu này thì chúng ta thấy chỉ có 3 món, đó là cải và thịt và đậu hũ thôi. Và một lát nữa đây, khi mà chúng ta nhúng cái cải vào đây và cũng như bò vào đây xong rồi thì một chút nữa thì chúng ta cái nước này nó sẽ rất là ngọt quý vị. Ngọt là ngọt theo cái kiểu thanh á, chứ không phải là ngọt theo kiểu có gia vị nha. Và Trí nghĩ là quý vị nào yêu thích ẩm thực Nhật Bản, một lần ghé qua thăm đến nước hoa anh đào này thì chắc chắn phải thử cái món lẩu shabu shabu này. Bởi vì món ăn này nhẹ nhàng, nhanh và rất là dễ chịu. Quý vị ơi, bây giờ Lệ Thủy sẽ làm kẹo bông gòn cho quý vị ăn nha. Đây, 4 màu, mình thích màu gì? Thôi giờ làm màu xanh đi, hy vọng nha, màu xanh. Đã bỏ vô màu xanh. Đây, cái nút này. Đâu quay. Chuẩn bị nha. Quay đi gì ăn nè. Thấy chưa? Đó cái gì thấy chưa nè, đó. Gạt kẹo này nè, mấy nhà mày. Trời ơi, cháu nội cháu ngoại mà thấy cái này là mê liền. Đó. À, tập cho cháu đó quen à. Nè, đó. Trời, ăn cái gì nó em ha.